Như vậy, Điện thoại Việt Nam đã có thành công 3-1 trước Indonesia trong trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Đây là lần trước tiên chúng ta giành thành công ngay trên sân Indonesia. Thắng lợi tiện lợi của thầy trò huấn luyện viên họ Ba khiến dân mạng Đông Nam Á phải tấm tắc khen ngợi. Khỏi đá nữa đi, để Việt Nam với Thái Lan đi tiếp cũng được. Những gì họ bộc lộ trong những trận đấu vừa qua là quá ấn tượng rồi, một dân mạng bình luận. Đội Indonesia tệ hại nhất mà tôi từng chứng kiến, buồn quá đi mất, gian khổ thiệt. Tôi nghĩ họ tệ nhưng đâu có nghĩ tệ đến mức này được luôn, dân mạng Indonesia rầu rĩ. Chúng ta đã có một trận đấu xuất sắc. Bỗng dưng thấy hoảng hốt Việt Nam luôn. Trước kia họ còn dễ bắt nạt nhưng hiện thời, các cầu thủ thi đấu đồng đều, huấn luyện viên cao cả và gây được sự bất ngờ. Thật sự là giờ lo cho Điện thoại Thái Lan thật đấy. Lần bắt gặp gần nhất với đủ những cầu thủ mạnh khỏe mà vẫn không làm gì nổi, một cổ động viên Thái Lan viết. Việt Nam phát hành bóng đá quá mạnh so với đồng đội khác trong khu vực mất rồi. Indonesia mấy năm trước còn làm khó được họ nhưng hiện thời thì thua thê thảm. Chẳng biết khi nào sự phát hành của Việt Nam mới dừng lại nữa, một dân mạng Philippines viết. Trước trận đấu thì hô vang tưng bừng, trong sân người theo dõi cũng hô to quyết liệt lắm nhưng những gì cầu thủ Indonesia làm được cũng đâu có hơn gì chúng tôi, một cổ động viên Malaysia viết. Indonesia thi đấu với tinh thần khát khao, dù không còn hy vọng nhưng vẫn chạy, vẫn nỗ lực hết mình. Thôi, dù chắc chắn không thể có vé đi tiếp nhưng mọi người hãy nhớ rằng người ngưỡng mộ sẽ luôn ủng hộ, một dân mạng khác bình luận. Tôi chẳng thân mật đến chuyện Việt Nam thành công như thế nào nữa. Nghe nhiều cũng quen rồi, cái chính là họ phát hành nhanh quá, trước đó bắt gặp Malaysia hay Indonesia còn run hoảng hốt nhưng hiện thời khác lạ thật, một cổ động viên Thái Lan bình luận.